Đây là quán bún riêu rất đặc biệt tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Quán nằm ở trong ngõ trên đường Nguyễn Tất Thành. Quán đã có từ rất lâu đời. Quán rộng rãi, thoáng mát, chỗ để xe thoải mái và nhân viên nhiệt tình chu đáo. Đặc biệt bún riêu ở đây được làm rất đặc biệt. Riêu to gần bằng một bát canh và được mỗi bát là một miếng gần như là một cục riêu to như vậy. Nước riêu đậm đà, ăn với rau sống rất tuyệt vời, giá cả hợp lý. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.